Kênh Dân Miền Tây Làm Nông xin kính chào quý khán giả. Thì hôm nay thì Hiển cắt thử một cây nhãn của mình á. Thì một cây nhãn của mình thì nó tầm khoảng là 100 kg hàng cây các bạn. Thì hôm nay thì Hiển cắt cho mấy người bán lẻ đó là cái giá 15k nha. 15k thì bây giờ là Hiển sẽ quay cho mọi người coi, tại vì trong lúc đó Hiển đang hái vừa quay thì không biết sao quay. Mà người ta cần gấp nên mình cũng không quay ngoài vườn được. Thì bây giờ Hiển vô thì Hiển quay cái nhãn mà đang vô vô bọc cho các bạn xem ha. Rồi, là nhãn của mình nè các bạn. Mình nhãn này mình đang vô bọc nè, bọc 10 kg 10 kg nè. Tổ bố ha. Ừ. Đó thì bây giờ mình quay như vậy thôi chứ mình đâu có thời gian đâu mà mình vừa hái vừa quay được các bạn. Có mình nè. Đó thì hôm nay thì các bạn cứ hỏi chừng nào cắt nhãn quay cho anh, quay cho bạn các bạn coi thử. Thì hôm nay Hiển cắt khoảng 80 kg à, nhưng mà cắt hơi chưa hết cây mà nó hố hết 8 mấy ký rồi, nên thành ra gần 90 kg rồi, thành ra nên là bây giờ đó là nhờ lái lấy luôn chứ sao giờ. Nè, nhãn của mình nè các bạn thấy ha. Còn cái đây là cái nhãn này, là nhãn nhỏ nè, nhãn nhỏ là mình lấy trong đùm lớn ra bỏ. Thì các bạn thấy ha, màu sắc nhãn của mình nè. Đó. Vậy là nó còn ướt nha các bạn, tại vì mấy bữa nay mưa á, thành ra cái nhãn nó còn ướt nên mình hái thì cái nhãn nó cũng chưa khô lắm, nhưng mà chung quy cái màu sắc của nó thì được các bạn ha, còn ướt nè. Để trái bự cắn cho các bạn xem ha. Nè các bạn. Cơm dày lắm. Đó thì như vậy đó. Nè. Còn lại các bạn ha. Mẹ mình đang cắt nhãn kêu bọc ngủ kìa. Kêu bọc ngủ cái này là dành cho mấy người bán lẻ các bạn. Đó. Đây là hai nhãn mình đây. Đó. Đó thì các bạn cũng thấy nè, đó thì mình cắt đang cắt ấy thôi. Cái này lái vô vườn thì lái nói nhãn của mình phải còn 1 tuần nữa cắt là nó chín tới luôn. Thì thôi 1 tuần nữa thì chờ giá. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi Hiển nha. Thì bây giờ thì Hiển quay clip ngắn vậy thôi, Hiển coi cho các bạn coi là không có cái clip cắt nhãn nha, chỉ có cái clip mà Hiển bẻ nhãn trong nhà rồi Hiển vô muỗng cho các bạn xem thôi, chứ không có cái clip mà cắt nhãn được, các bạn thông cảm nha. Cảm ơn các bạn đã xem.